Thưa quý vị, theo Bộ Công an, gần đây Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục hoạt động trở lại tại một số địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Thanh Hóa. Hoạt động của tổ chức này với nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi hơn, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, gây nhiều hệ lụy cho người tham gia và gia đình những người có người thân mù quáng tin theo. Bộ Công an cho biết, giáo phái này chưa được công nhận về mặt tổ chức tại Việt Nam. Giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân, trái với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Với nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu tới người tin theo, cũng như gia đình của họ và xã hội, Bộ Công an cảnh báo hoạt động của các điểm nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, dù bất kỳ dưới hình thức nào cũng cần phải được lên án và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin từ thành viên hội thánh này, tránh bị lợi dụng, gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.